cực nhất. Ừ, con này nó dính lâu rồi cả nhà, ỉa con phướng này, con này chắc được nhất mà cú vớt đại trai coi. Tấn chào buổi sáng luôn cả nhà. Thì sáng hôm nay Tấn tiếp tục trở lại đi thăm bẫy rắn nha. Thì hai ba ngày nay thì Tấn có công chuyện nên Tấn cũng không có đi thăm bẫy rắn nè. Thì bữa nay thì đang thăm cái luồng mà chiến rồi. Chiến rồi Tấn nói Tấn chạy bẫy đó. Nhưng mà Tấn chạy có ít bẫy à. Một số bẫy à. Rồi hôm nay thì chắc cũng Tấn cũng chạy lai gai nữa. Tại vì cả nhà thấy ở đây nè, lúa nè. Nó đỏ hết rồi mà người ta cũng gần cắt rồi đó. Thì lúa chín thì chuột nó hơi nhiều rồi nên nó gắn nó cũng không có chạy mạnh nữa. À, thứ hai nữa hổm gài thì sáng trăng rồi thêm cái trời lạnh nữa gắn nó chạy cũng không có mạnh nữa cả nhà, chạy rất là yếu. Thì sáng hôm nay Tấn tiếp tục đi thăm và Tấn sẽ chạy một số bẫy nha cả nhà. Để Tấn giới thiệu sơ lược về đồ nghề thì hôm nay cũng như mỗi khi vậy thôi cả nhà. Thì lúa, dưa leo và chuột. Thì hôm nay Tấn đem 5 cái bẫy xì cua nha. Và 50 bịch lúa. Và bữa nay đem có 32 con chuột à. Thì đến cái bẫy đầu tiên nè. Thì để Tấn cái này Tấn cuốn nha. Cái này đặt 2-3 cử rồi nó cũng không dính nè. Độ chất quớt rồi, không thấy phân phướng gì trơn này. Còn con chuột, cái đầu tiên, chuột mồi vẫn còn. Rồi thì để Tấn đi thăm mấy cái kế tiếp á, nó có dính á thì Tấn quay lại chia sẻ cho cả nhà mình xem nha cả nhà. Cả nhà mình xem á thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tấn nha. Sáng giờ không dính một cha nữa cả nhà ơi. Cái gì đâu mà không biết mắt phồng lông phồng lá gì. Mười mấy 20 cái rồi đó. Không dính một cha nữa. Chơi đổi tay luôn. Thăm tay phải luôn. Ờ đây là chất quất nữa nè. Thôi dính được bà ngựa nè. Em đầu tiên của ngày nha. Bà này mới dính hay gì rồi, cái bụng còn trăng ban nè. Bà đực. Em hàng đầu tiên của ngày. Để tao đặt vào cái bẫy khác. Đặt đây cái nè cả nhà, cái này đặt cũng mấy cử rồi nó không dính viết gì chứ, 2 cử rồi, 2-3 cử gì đó. Nè lúa Tấn còn đổ nè, đỡ cái gì, dưa leo, lúa nè, dính nè, dính con là được nhất không, được nhất không. Ừ, con này nó dính lâu rồi cả nhà, ỉa con phướng này, con này chắc được nhất mà cú vớt đại trai coi. Rồi để Tấn đặt lại cái bẫy khác nha. Ngồi nói hồi không con cái bẫy vậy. Tấn bắt gắn ra cả nhà, bắt cây cho nó có còn mấy cái cuối coi nó có hên không. Con này không biết được nhất không nữa, được con hổ hành với con hổ ngựa. Tính đâu rồi là tiêu rồi, ai nhè cũng dính được con. Đây này, con này không biết được, con này không biết được nhất không nữa nè. Cũng trọng trọng nè. Con này chắc nó dính cũng hơi lâu rồi. Bụng nó xẹp lép.
ngoan vậy đó, không thấy gì. Ồ, con này nhất nha cả nhà. Cũng được rồi, nó tung máu me lủng lỗ lủng hang hết trơn, nhất không đáng biết. Đây có hàng, có hàng. Em con này chắc nó dính lâu rồi quá. Không biết được nhất không. Đi trồng mấy cái cuối nó phân thôi nè. Ỉa chừng 80 năm rồi cả nhà. Chuột mới ăn bịch lúa có chút xíu rồi. Cho bịch lúa này vô. Con này bắt được. Con này chắc tới 4 lần mấy 5 lạng gì. Ê, đâu rồi cái đầu? Con này con đực. Ủa chắc cũng cả nửa ký à. Có đỡ hơn không đi, đỡ gạt tiền chuột, tiền xăng đồ cũng được. Còn tầm chừng mười mấy cái nữa. Chừng mười cái, mười mấy cái à. Tầm 15 cái đổ lại nữa. Thì để Tấn đi thăm tiếp á cả nhà. Nó có dính á, Tấn quay lại và chia sẻ cho cả nhà mình xem tiếp nha. Cả nhà mình xem thấy có hay á, nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tấn nha cả nhà. Cái này cái cuối cùng rồi nè cả nhà. Tính nãy giờ tính cũng cuốn mấy cái. Cái này tính mới có đặt cử này thăm, cử này cử đầu tiên. Ủa hết hồn. Tính nó mất tiêu cái 7 nữa rồi đó chứ. Sớm giờ mất mấy cái rồi. Ôi, không thấy gì luôn. Kim ru bà ru nhẹ te rồi. Chuột nó trúng vô cái bọc nó nằm chóng luôn rồi. Còn sống không bà? Còn thế này có chung chung vô cái bọc nó chóng lên. Để Tấn cho nó lúa nha. Thì Tấn cũng vừa đến cái điểm mà Tấn định dặm thêm mấy cái bẫy nè cả nhà, còn 6 cái. Ở đây một cái nữa mà bị người ta đạp bung đít rồi, bung chạy trơn rồi nè. Nên cái này Tấn đem gì mai mốt thì Tấn làm lại. Sớm giờ thăm thì nó cũng mất 3-4 cái gì đó. Dư chuột thì còn nhóc cái thân nè. Còn đâu tầm mười mấy con à. Sớm giờ thăm chừng 20 con chuột hả. Còn thành quả nè. Thành quả bữa nay thì tệ quá. Chuột có 2 con à nè. Một con nhất. Con này con nhất chắc rồi. Một con nhất và một con hổ ngựa nha. Nói chung là chi phí thì hôm nay thì cũng đủ chi phí đó cả nhà. Còn công cán thì coi như mình bỏ đi. Tại vì cái lúc này á là vừa sáng trăng nè, rồi thì thời tiết nó vừa lạnh á, vừa lạnh nữa rồi gắn nó cũng không có đi ăn. Mới có nắng lại 2-3 ngày nay à, nhưng mà nắng nhưng mà giật tối á là nó rất là lạnh. Phải nắng giấc sáng nắng á, giấc tối nó hầm nữa thì gắn nó mới có đi ăn lai gai. Thì Tấn cũng vừa đến cái điểm mà lúa nó còn nhỏ á, cái phía bên đó lúa còn xanh nha, mới chỗ dài cây à. Thì Tấn xuống đây, xuống Tấn chạy qua đây 6 cái trước, rồi vài bữa nữa thì cái cử sau á Tấn mới chạy thêm nha. Thì Tấn cũng xin kết thúc clip luôn nha cả nhà. Tấn hẹn cả nhà mình những clip tiếp theo nha cả nhà. Chúc cả nhà mình có một ngày xem clip thật là vui vẻ nha.